Ba phẩm chất của người luôn may mắn, phú quý. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu tục ngữ quen thuộc: vận mệnh do chính ta tạo ra, hình dáng do tâm hồn hình thành. Điều này làm nổi bật sự quan trọng của việc tự chủ và tự quản lý vận mệnh trong cuộc sống. Vận mệnh không phải là điều duy nhất quyết định tương lai của chúng ta, mà còn phụ thuộc vào tâm hồn và hành động của chính bản thân. Nhân cách có lẽ là thước đo duy nhất để thẩm định giá trị của con người trong công việc và trong cuộc sống, và nhân cách là thành lũy kiên cố có thể bảo vệ con người ta trước những tác động không hay ho gì của cuộc sống này, giúp cho con người ta vượt qua mọi cái chỉ trích để sống thật với chính mình. Để có được hạnh phúc trong cuộc sống, người ta cần tu dưỡng tâm hồn của mình. Sự phát triển cá nhân, khả năng kiếm tiền, tính cách lương thiện và trái tim nhân hậu đều đóng vai trò quan trọng. Những người có những phẩm chất tích cực này thường không phải đối diện với những tình cảnh khó khăn quá nặng nề. Do đó, nếu bạn nỗ lực để giữ gìn và phát triển những phẩm chất này, có khả năng bạn sẽ trải qua nhiều trải nghiệm tích cực và may mắn trong cuộc sống. Bởi vì theo quan điểm này, phước lành hay không phước lành thường được thể hiện qua khuôn mặt và tinh thần của bản thân. Hãy tu dưỡng bản thân để trở thành một người đáng quý và luôn luôn có được sự tôn trọng. Cổ ngữ vẫn nói là tướng từ tâm, truyền ngôn do tâm sinh. Tướng mạo của một người là thể hiện của tâm tính của quân tử và hành vi của một người cũng phát từ tâm mà ra. Bởi vậy, mệnh tốt của một người có liên quan mật thiết với tâm lương thiện của người ấy. Và người có ba phẩm chất ngay sau đây, quý nhân không cầu cũng sẽ tự đến và mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Người nhân hậu. Tâm hồn nhân hậu thường là nguồn động viên mạnh mẽ, tạo nên sự phúc trên khuôn mặt. Mặc dù điều này không phải luôn là quy luật tất yếu, nhưng cũng là một sự thật có cơ sở. Mặc dù ngoại hình không thể thay đổi, nhưng tính cách có thể làm thay đổi nó. Bằng cách duy trì lòng tử tế, chân thành và thân thiện với mọi người, bạn có thể chứng kiến sự phát triển tích cực của bản thân theo thời gian. Nguyên tắc ngoại hình xuất phát từ trái tim không chỉ là một nguyên tắc mà là một sự thực tế về quan hệ giữa tâm hồn và hình thể. Khuôn mặt thường là bức tranh tâm hồn của mỗi người. Tấm lòng nhân hậu làm cho mọi người dễ gần gũi hơn và vẻ ngoài hiền lành sẽ tạo ra ấn tượng thân thiện và đẹp đẽ. Người có tấm lòng nhân hậu thường được phản ánh qua khuôn mặt của họ. Sự gần gũi, lòng hiền lành sẽ tạo nên một khuôn mặt rạng ngời và ấm áp. Những người nhân hậu làm việc lúc nào đến nơi đến chốn. Nhân hậu không phải là phóng túng cho người khác một cách bừa bãi, mà nhân hậu chính là thà để quyền lợi của mình bị xâm phạm hết lần này tới lần khác cũng không hề kháng cự. Nhân hậu là bao dung, khoan dung dựa trên nền tảng phân biệt rõ đúng sai. Nhân hậu là hành sự cẩn mật, không để lỗi lầm gây hại cho người khác. Những người chính trực rất được người khác tin tưởng, hành vi của họ đường đường chính chính, không chút giấu giếm. Trong lòng vô ưu, vô lo thì trời đất thênh thang rộng mở. Tấm lòng nhân hậu không chỉ làm đẹp ngoại hình mà còn mang lại phúc lành và may mắn. Một khi bạn nuôi dưỡng tâm hồn mình, sự tích lũy của những điều tốt lành và may mắn sẽ không ngừng đến với bạn. Thứ hai, sống lương thiện, tử tế và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cổ nhân có câu, thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Từ xưa đến nay, lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người thế gian. Người sống tốt đẹp và tử tế luôn dễ dàng thu phục lòng người. Có ai mà không muốn kết giao, làm bạn với người có tấm lòng thiện lương? Bởi vậy mà cổ nhân rằng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lương thiện
có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp con người luôn có nội tâm an định, tường hòa. Ở hiền gặp lành, lòng bao dung của con người thực sự có thể đem lại những kết quả tốt đẹp nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta. Trong cuộc sống, có người chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà cân đo đong đếm, có người bởi gặp phải thất bại nhất thời mà thống khổ không thôi. Con người ta thường có một bệnh chung như vậy: hẹp hòi, nhỏ mọn, khó hiểu, phiền não, u sầu, tự ti, tuyệt vọng, đố kỵ, nghi ngờ. Mà đối với những người rộng lượng, những thói xấu này không thể cản bước chân vì tâm thái của họ luôn bình tĩnh xử lý, tiêu sái tự nhiên, vững vàng thành thạo. Người rộng lượng, sống tử tế, thiện lương thường được đánh giá là người thành công trong cuộc sống, không những trong các hoạt động cộng đồng, trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân. Họ giúp người khác khi cần cũng như tạo điều kiện cơ sở cho người đó được thành công. Thật lòng mà nói, khi bạn tử tế với ai thì người đó cũng sẽ đối đáp với bạn như thế. Chìa khóa thành công của bạn rộng lượng là cho đi hơn nhận lại. Tuy nhiên, những điều họ nhận được còn lớn hơn rất nhiều những thứ họ cho đi. Không chỉ trong sự nghiệp hay công việc mà chính tình hữu nghị, các mối quan hệ cá nhân cũng trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Khi sở hữu một tấm lòng tử tế, bạn càng có sức thu hút hơn. Thứ ba, biết cách tôn trọng người khác. Giao tiếp là một con đường hai chiều. Nếu bạn tôn trọng ý tưởng và chọn lựa của người khác, họ cũng sẽ tôn trọng bạn và lắng nghe bạn. Ngược lại, họ cũng tìm cách chống đối bạn, coi thường bạn và vượt mặt bạn. Với kẻ kiêu căng tự mãn, chỉ một thành tựu nhỏ cũng đủ để họ lộ ra bản chất tự cao tự đại của mình. Lâu dần, khi tự kiêu trở thành một loại thói quen, họ cũng dễ dàng coi thường những người xung quanh. Kẻ hay chê cười người khác như không khí độc chỉ khiến mọi người muốn bỏ chạy. Ngược lại, một người biết tôn trọng người khác sẽ giống như không khí trong lành, khiến mọi người thấy dễ chịu, thoải mái khi tiếp cận. Trên đường đời, người có phúc khí sẽ nắm trong tay chiếc chìa khóa quan trọng để thành công. Đó chính là sự tôn trọng được biểu hiện chân thành. Bất kể bạn giàu có hay nghèo khó, nhưng khi bạn tôn trọng người khác, bạn sẽ luôn tốt đẹp trong mắt họ. Đừng áp đặt thói quen của mình lên người khác. Cần phải học cách nhìn nhận sự khác biệt đến từ bản chất và hòa nhập với nhau. Hẳn nhiên, tôn trọng cũng không phải là con đường một chiều mà là hai chiều. Món quà quý giá nhất dành cho người thương yêu không phải hoa hay quà đắt tiền mà là sự thấu hiểu và tôn trọng. Sở hữu những phẩm chất trên chứng tỏ bạn là một con người đáng nể, cũng vô cùng đáng tin, giành được thiện cảm của mọi người. Đồng thời tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút, cảm hóa và khích lệ người khác, dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt từ người khác. Do đó, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Muốn được phúc báo, trước hết hãy sống tốt. Khi bạn suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, làm những điều tốt đẹp, thì cuộc sống tự nhiên sẽ mỉm cười với bạn. Một người biết tôn trọng người khác sẽ giống như một luồng không khí trong lành, khiến cho mọi người thấy dễ chịu, thoải mái khi tiếp cận. Thưa quý vị, bên cạnh đấy thì người có ba phẩm chất này thường có dung mạo xinh đẹp, may mắn rất nhiều. Nếu bạn có trong mình những phẩm chất này, bạn sẽ luôn gặp phúc báo trong cuộc sống. Tốt bụng. Việc một người có được phúc báo hay không cũng có thể nhìn thấy qua khuôn mặt của người đó. Người có tấm lòng nhân hậu thì gương mặt rất phúc hậu. Ngoại hình của một người sẽ biến đổi theo thời gian. Nếu bạn lúc nào cũng tử tế và chân thành với mọi người theo thời gian, khuôn mặt sẽ càng hài hòa hơn. Người có gương mặt nhân hậu thì nhìn đâu cũng thấy dễ gần, có vẻ ngoài hiền lành, mọi người sẽ thấy cực kỳ thân thiện. Tấm lòng càng nhân hậu thì phúc lành và may mắn càng đến. Cách cư xử phù hợp.
Điều quan trọng của đời người đó chính là trở thành người tốt, bởi vạn vật trên đời đều có nhân thiện ác, đều do chính mình làm ra. Người có đức hạnh chính là người tốt bụng và đáng tin cậy. Họ lúc nào cũng ứng xử ngay thẳng trong nhiệm vụ và rộng lượng trong công việc. Họ sống có nguyên tắc và bám sát điểm mấu chốt. Trên đời này thì nhân cách tốt là cực kỳ quan trọng và chỉ có người lương thiện mới có thể an cư lạc nghiệp và sống lâu. Một người nhân hậu sẽ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác khi làm việc và xử lý mọi việc một cách chừng mực. Họ sẽ được ông trời ban phúc và được người khác tôn trọng. Nhân cách tốt là con át chủ bài mạnh mẽ nhất. Người càng chính trực càng coi trọng tính cách của mình, dù giàu có đến đâu cũng sẽ không coi thường người khác. Trái tim thuần khiết. Mọi thứ của một người đều sạch sẽ, cho dù đó là khuôn mặt, quần áo, trái tim hay suy nghĩ. Bởi hạnh phúc của một người xuất phát từ chính trái tim mình. Nếu như bạn muốn có cuộc sống hạnh phúc thì hãy trau dồi thế giới nội tâm của mình. Hãy thường xuyên nhổ cỏ dại trong tâm, vứt bỏ đi những thứ không cần thiết. Người có tâm trong sáng thì hành động thẳng thắn, không chút sợ hãi. Họ tự nhiên sẽ ít lo lắng hơn. Có nhiều người đau khổ là bởi vì họ ham muốn quá nhiều, muốn mà không được. Nếu có những suy nghĩ sao lãng trong tâm trí, mọi nhịp điệu sẽ bị gián đoạn. Sống ở đời, ai cũng mong mình là người có phúc. Nhưng phúc lành không tự nhiên đến mà cần được tích lũy qua nội tâm. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Những tháng ngày tăm tối. Suốt 3 ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Thêm vào đó, việc nhà rối ren, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó, một đồng nghiệp bảo tôi, "Jody, chồng sắc mặt cậu xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào." Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn ọe. Trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách, chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở. Vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy? Ở cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ 3 hôm không gặp mặt, chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng, nhưng trông anh rất đáng thương, tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe thấy tiếng thì nhìn thấy tôi, nhưng làm như không quen biết. Trong mắt anh chỉ còn sự căm thù, ánh nhìn ấy làm tôi bị thương. Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy. Tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng, anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi. Và được anh bế bồng lên, quay tròn hạnh phúc. Nhưng cái tôi mơ ước không xảy ra. Trên chiếc taxi, nước mắt tôi chậm chậm rơi xuống. Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc. Đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên, tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại ồn ào lăn xuống. Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình, đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. Đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi bảo, mẹ của Tổng Giám đốc Trần bị tai nạn giao thông đang trong viện.
tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện. Khi tìm được chồng tôi, mẹ chồng tôi đã mất rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt anh rắn lạ. Tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch, xanh tái lại của mẹ chồng. Nước mắt tôi tuôn xuống ào ạt. Trời ơi, sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu. Thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc. Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác mới biết đại khái là mẹ chồng tôi bỏ nhà đi, mơ hồ ra phía bến xe. Bà muốn về quê, chồng tôi càng theo, bà càng đi nhanh. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đã đâm thẳng vào bà. Cuối cùng, tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng. Nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. Chồng tôi im lặng, dọn dẹp đồ vào ở phòng mẹ. Mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi rượu. Và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể thở được. Muốn giải thích cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại nuốt hết đi những lời định nói. Thả anh đánh tôi một trận hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn. Cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lặp. Chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố chấp coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi. Một lần tôi đi qua một tiệm ăn châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất. Tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi đối diện một cô gái trẻ. Anh nhẹ nhẹ vuốt tóc cô gái. Tôi đã hiểu ra tất cả. Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn, đứng trước mặt chồng, nhìn anh chân chối, mắt khô cạn. Tôi chẳng muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên định bỏ đi. Chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống, và anh cũng chân chối nhìn tôi, không hề thua kém. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp từng nhịp một, cho tới tận ranh giới tái sanh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi. Nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã. Đêm đó, chồng tôi không về nhà. Anh dùng cách đó để nói cho tôi biết. Cùng với cái chết của mẹ chồng tôi, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi. Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm tôi đi làm về, thấy tủ quần áo bị động vào. Chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho chồng tôi, ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh giờ cũng đã biến mất hoàn toàn. Tôi một mình sống, một mình đi bệnh viện khám thai. Một lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi như vỡ tan ra. Đồng nghiệp lấp lửng xui tôi, nạo thai đi cho xong. Nhưng tôi kiên quyết nói không. Tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra, coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng tôi. Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng. Trên bàn nước đặt một tờ giấy. Không cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì. Trong 2 tháng chồng tôi không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống bảo, anh chờ chút tôi ký. Chồng tôi cứ nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối như tôi. Tôi vừa cởi cúc áo khoác, vừa tự dặn mình, không khóc, không khóc. Mắt rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi, đẩy lại phía anh. Jody, em có thai à? Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không cầm được nước mắt nữa,
lệ tới tấp tràn xuống má. Tôi đáp, vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi. Chồng tôi không đi, trong bóng tối chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy người tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại. Không biết chồng tôi đã nói anh xin lỗi em với tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được. Trong tiệm ăn châu Âu hôm đó, trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi, cả đời này tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau. Phía tôi là vô ý, còn anh là cố tình.